Đây nha quý vị nhé, xe anh đóng loạt đây đây. Chắc mỗi chở đâu về á. Bãi này chắc người ta gom đâu người ta bán đục nát rồi anh đi chở về này. Rồi còn vứt đây. Có khoảng tầm vài ba chục cái xe đạp trẻ con người lớn. Chở lực kia cũng có hết luôn. Rồi. Chào anh chị cô chú nhá. Hôm nay thì em đi quay lại cái bãi của người Việt ở thành phố cạnh cách vài chục cây. Đây thì cũng có rất là nhiều đồ. Thì ở đây thì nó không được người ta xếp gọn gàng như ở các cái bãi khác. Thì khá là bề bộn, quý vị có thể thấy. Rất là bề bộn, lâu lâu lắm mới quay lại đây. Đây thì được cái là ba cái đồ lò vi sóng với gì thì đây là cho rác hết. Giờ có một cái xe tải nghe đang chở cái xe đạp vừa bốc ở đây ra đó. Đâu rồi? Kia đó thấy vì thấy con tay anh chị không? Đó. Xe đạp đây trước cái xe đạp nhiều lắm, cái dọn hết trên xe đạp lên cái xe tải để chở đi rồi. À, chở lực các thứ gì vứt vây vào hết. Kia có mấy xe ngon hơn để kia để bán ra kìa. Quạt thì nhiều, quạt nhựa hết. Đây góc này cũng có một số cái xe. Một lâu lắm em mới quay lại bãi này. Từ đợt mùa đông, mùa con rét, mùa đông thì phải, con rét này giờ hết mùa hè rồi. Ông quay nửa năm. Đồ xe cộ thì khá là nhiều, giỏ xe thì giỏ xe sắt thôi chứ không có giỏ inox. Một số anh có bảo lấy giỏ inox thì lấy về, mà kia giỏ inox con cái kìa. Nhưng mà hầu như là cũng ít, là 2 cái kìa. 3 cái kìa, khá nhiều. Tại vì ở đây mấy cái đồ giỏ này người ta cho vào rác bóp hết. Thì còn cái nào thì còn thôi chứ, chả biết được. Ở đây nữa, đây có một số cái nữa. Ở đây có 4 5 cái sọt inox. Thì có một số anh ở Việt Nam có làm xe cũng có bảo em là có inox thì lấy về để anh làm. Thì tí nữa em vào xem giá đó lấy làm sao. Đây này, Panasonic cái thứ đây. Nhiều. Được chục cái. Còn xe đạp các cái đồ sắt thép thì toàn lung tung xe hết, ghế massage rồi mấy cơm đồ gì rồi quăng vầy vả hết luôn. IH cái nồi gì đây, IH to thế, Panasonic cửa có cái ruột sao. Hàn hết rồi. Nó ruột vẫn đang ngon này, ruột đang ngon này. Ấy nồi cao tần nó sắt luôn. Quạt có điều khiển nó thử gì cũng nhiều, vứt lung tung sang hết. Thì nồi cơm lò vi sóng bếp ga đầy luôn. Đây thì các anh chị đây chuyên đóng máy công nghiệp về Việt Nam. Anh chị đây là thế hệ thứ hai của những người thuyền nhân năm nào rồi bỏ đất nước ra đi á. Thì con cái họ phát triển lớn lên họ vẫn giữ phong tục Việt, vẫn giữ tiếng nói Việt, vẫn làm việc với người Việt. Đây cũng mở cửa hàng Việt cho anh em Việt Nam đến mua cái đồ ăn đồ uống, ngoài đồ loại inox nhiều lắm. Cái chuông cửa các thứ, nồi cơm này, xem mấy cái nồi cơm có mấy anh em Việt Nam chuyển nhà chuyển đồ cần mấy cái nồi cơm cũ này thì vào nhà nấu. Thì mua về kiếm 100 yên, 1.000 yên, tầm 100.000 cái. Công đôi việc, công đi đến đây thì lấy về bán cho họ. Ba lô thử thì nhiều bạt ngàn luôn. Quạt thì không có cái quạt sắt nào cả, toàn quạt nhựa thôi. Quạt nhựa thì ở Việt Nam mình thì không chơi, ưng. Nên là, và mặt thực ra là nó không cần. Nên là, đang quay cái đồ đó. Quạt này thì cái này là lồng sắt nhưng mà cái tiếc là cái thân nó bằng nhựa. Đây có mấy cái máy in Epson này, còn mấy khung sắt nồi son gì quả vứt cái mấy khung xe đạp thì vứt đây lâu lắm, chắc giả đóng về Việt Nam vứt đây còn nửa năm rồi đi quay lại vẫn thấy cần cấu thử gì thì đây luôn. Ở đây thì đa số là vali này, rồi có cái máy lọc không khí đầy này.
máy lọc ghi ông rồi gì gì rất nhiều, bạt ngàn trời mây luôn. Xe lăn, chân đệm máy cắt cỏ này, cắt cỏ đây phía sau anh chị. Đó, cỏ đầy, trước vứt đầy đầy, giờ không, bán đồng nát hết. Còn vali chăn đệm mới, nhà nào dọn đi chưa dùng, Nhật người ta dọn nhà, Nhật thì cứ mua đôi khi chưa chắc nó mở ra nó dùng. Túi này, túi này khá đẹp. Túi không thương hiệu thì bên này thì không có giá trị gì cả, là đồ pha ke thì nó không có giá trị. Đệm mới nguyên này, nồi chiên lò nướng bức nướng nướng mới nguyên đầy. Giá thì mua đây thì giá cái máy sưởi bằng dầu thì giá nó là giá đồng nát, mình tận dụng được cái gì thì mình cứ tận dụng thôi, chứ còn ở bên nạt này thì nó bán đồng nát hết, mà thậm chí đến lấy cho cảm ơn vì lỡ mất công đi vứt mất tiền. Thật là nó như thế, nên thậm chí đồng nát ve chai Việt Nam cũng có luôn nhé, bếp từ âm dương như thế này, bếp từ âm này, từ âm cũ này. Đấy, đồ này thì mua hàng đấu giá thì nó an toàn hơn vì nó là sạch sẽ, làm rồi mà đảm bảo chất lượng hơn. Với hàng mua ở bãi thì chưa biết được chất lượng làm sao, người mất công mình mua đen đỏ đỏ đen thì nó hơi bảo hiểm chút. Thì tụi em sẽ liên hệ với anh ở Việt Nam xem là có khoảng tầm mấy chục kia rõ xe inox này, xem anh sẽ lấy sao. Tiệm này đi qua đây để đi mua ít đồ ăn ở quán gần đây, có cái như ở cái lò gần gần như cái lò mổ của người Nhật ấy, người ta bán trong đó có hết ba đồ mà Việt Nam mình hay ăn, ví dụ như là xương xương lợn là trời lòng phèo gì có, còn quán của người Nhật thì người Việt mình hay ăn, chứ còn người Nhật thì nó không ăn. Xương sậu là vì nó ăn đồ mềm thôi, nó giữ răng. Người Việt mình thì tất nhiên là không phải tất cả, nhưng đa số là người ta ăn đồ mềm và những cái đồ mà chế biến sẵn này thì nó ăn nhiều hơn. Việt Nam mình thì cái xương sậu mới thích, Việt Nam mình là cái văn hóa mình khác nhau. Đây có một cái gà khá là mới thì em sẽ xem con có ok được không. Nhận mà không thể kêu tích tách nhận rồi. Bước ra thì thỉnh thoảng có người mua, em lại về ai mua thì em phải bán cho anh em bên này thôi, chứ không Việt Nam, cước cao. Giá công đưa về ở trong này nó còn nguyên cái gì đó, đồ nướng vị nướng ở đây bọc hết vào đây rồi. Ok, máy in lò chiên, máy in quang xem brazier thử này. Là thì em sẽ vào em hỏi giá của máy kia giỏ xe inox này, em báo giá cho anh ấy xem anh ấy mua làm sao, thì em sẽ nhặt về, nhặt thôi, nhặt tờ tiền nhé quý vị nhé, không phải em nhặt không về bán của anh, bán cho anh chị lấy tiền thì nó mất hay. Nhặt nó nhặt bằng tiền nó rẻ hơn là mua hàng ở siêu thị, nhưng mà nó cũng là người ta cũng mua về bán hết. Mấy quả con kia nó quay rất mạnh nha, quả Amazon tí tí kia nó quay mạnh lắm nha, quay bằng cái quả to luôn đó, thậm chí còn quay mạnh hơn vì cái này nó trục nó đầm nó quay tít hơn. Đấy, thì thôi em xin chấm dứt video đấy, em vào em hỏi xem là cái giá rổ làm sao em báo cho khách nha. Lang thang cuối cái tuần lang thang khắp các bãi rác các bạn ơi, cái gì ơi mà không kiếm được đồ gì cho nên hồn cả, chán ghê. Chơi 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 này. Chơi chơi đi.